mép đen. Đây, con trắng này. Ba màu này, nhìn cái mặt của nó là nó có ba màu này. Đàn tiếp theo bốn con. Chó con màu vạn. À, bốn con. Tứ túc mai hoa này. Con này cũng màu vạn nhưng mà cái màu vạn của nó đen hơn. À, cọc tịt. À, cũng tứ túc mai hoa. Ừ, không hiểu sao nó giống con mẹ thì không gì cả mà có cho con nào cũng chấm trắng ở chân này. Con này thì vẹn sáng màu hơn. Con này cũng con cái, cũng bốn chân cũng chấm trắng. Con này thì cọc thỏ. Đây là con mẹ. Đẻ xong béo thế, bụng to thế. Nằm xuống cho con thịt. Nằm ra, nằm ra, cho con vào đây nhé. Ừ, một con đực ba con cái. Rồi, ra liếm con đi. Đây, con mẹ. Đây, con mẹ thì không có không có tí lem màu trắng nào, mà bốn con thì lại con nào cũng có dính một tí màu trắng. Con bố là con màu vàng, mẹ không lem tí nào cả, mà con thì con nào cũng lem. Đây, giải vẹn của mẹ đây. Thôi được rồi, không phải cắp con hay cắp con đi đâu, đưa đây. Cắp con nó đi cất vào trong chuồng. Thôi. Rồi, đàn thứ hai là đàn con hai con trắng một con vàng. Đây, kiểm tra xem nào. Con vàng là con đực. Con vàng này là con đực này. À, vừa mới đẻ xong ấy, cuống rốn nó còn đang thấy còn chưa khô hẳn. Con này đuôi đây. Vàng này, đực này. Hai con trắng. Đây, con trắng này. Trắng không tì vết này. À, con này đuôi này là cọc có chấm một tí thôi. Con này con cái. Con trắng này thì sẽ giữ lại. Cái rốn của nó mới rụng, nó còn chưa ấy, con mẹ nó không liếm mà. Ừ. Con này con trắng đực. Con này cũng thế này. Trắng đều này. Đuôi cũng vậy. Xem là vừa nó há miệng ra xem nào. Hình như là trong miệng của nó nhìn nó hơi đen đen thì vậy. Mép ở bên trong mép nó đen. Mép đen. Con này cũng mép cũng màu sẫm. Rồi con quất vào đây đi. Quất. Hai con đực một con cái. Đấy, mẹ đấy. Mẹ với con. Ok, mẹ chăm con đi. Cái đàn này là hai con đực, con vàng đực, con trắng đực và con trắng cái. Đàn tiếp theo bốn con, thì một con vàng, hai con trắng và một con ba màu. Rồi, con ba màu trước, con ba màu này là con cái. Con này nó đẻ cùng ngày. Ê, ba màu này, nhìn cái mặt của nó là nó có ba màu này. Màu nó có thêm màu vàng nữa, màu vàng màu trắng, và đây là theo kiểu màu đen cọc. Đây là con đầu này, con vàng này.
vàng có đuôi, vàng đực có đuôi. Vàng thì màu đẹp quá mà lại có đuôi. Còn hai con trắng tinh. Đuôi đẹp, đầu to. Con này là con đực. Mép đều có màu sắc. Xinh luôn. Con vàng cuối, con trắng cuối. Đực tiếp. Con này thì cọc tịt. Bú nó căng luôn. Như vậy là đây là hai con trắng đực và một con trắng khoang. Vào trong, vào trong. Con mẹ. Đây thì một trắng, một đực, một cái. Đây là bốn con vẹn. Có con thì sẫm màu, có con thì sáng màu hơn. Nhưng bốn con vẹn này thì đều có tí chấm trắng.